đi. Vâng, xin chào quý vị khán giả, chúng ta đang đến với trận đấu chung kết trong khuôn khổ Cup Doom the Dogs lần 2 năm 2024. Trận chung kết trong mờ giữa hai đội bóng FC 182 và 82 Hòa Bình. Sau những trận đấu hết sức căng thẳng và kịch tính thì bây giờ chúng ta sẽ chỉ có một trận đấu để xác định nhà vô địch của giải đấu năm nay. Bây giờ thì trọng tài Xuân Cường chúng ta đang làm thủ tục để cho hai đội chọn sân vào bóng. Và như vậy là các cầu thủ FC 182 sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn ảnh nhỏ quý các bạn trong trang phục áo trắng quần đen. Còn các cầu thủ Hòa Bình trong một bộ trang phục cực kỳ nổi bật, áo hồng quần hồng, sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn. Đây là lần thứ hai mà Cup Tứ Hùng The Dogs được tổ chức. Và ở lần thứ hai này thì sẽ là một dịp rất đặc biệt, vừa là sự kiện mừng sinh nhật tháng 1 và còn là sự kiện sinh nhật của FC 182. Vậy nên thì các cầu thủ 182 với tư cách gọi là chủ nhà, họ đặt mục tiêu cao hơn bao giờ hết, đó chính là ngôi vương. Như vậy là tiếng còi của trọng tài chính cũng đã cất lên và thời gian thi đấu chính thức của trận đấu chung kết giữa FC 182 và 82 Hòa Bình đã bắt đầu. Hai đội bóng giành được hai chiến thắng trong trận đấu đầu tiên, họ đã gặp nhau ở trong trận đấu chung kết. Còn ở trận đấu cùng giờ, hai đội ở nhánh thua sẽ gặp nhau, đó chính là Phú Thọ và Hải Phòng. Tình huống chạm bóng vào, đây là đội trưởng Minh Quang. Pha để mất bóng của các cầu thủ Hòa Bình, đi bóng rất quyết liệt. Và vừa rồi là một tình huống buộc phải phạm lỗi của cầu thủ bên phía Hòa Bình. Một pha đi bóng và nó rất nhanh và tốc độ của cầu thủ vào số 23 bên phía FC 182. Và vừa rồi thì một cầu thủ áo hồng họ buộc phải phạm lỗi để ngăn cản tình huống đi bóng. Chạm bóng ra, bóng không qua được hàng rào. Chạm bóng vào, xử lý rất hay, tuy nhiên thì bóng đã đi hết đường biên dọc. Nó sẽ mang về một tình huống đá biên cho các cầu thủ Hòa Bình. Hòa Bình có thể gọi là niềm tự hào Tây Bắc, thì họ là đội bóng duy nhất thuộc vực Tây Bắc có đội bóng đang tham gia tại giải đấu bóng đá chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam, đó là đội Hòa Bình FC. Đội bóng được sự dẫn dắt của huấn luyện viên Phạm Thành Lương.
trong những cựu tuyển thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vậy nên thì với các cầu thủ 82 Hòa Bình, phong trào bóng đá của đội bóng này là rất ấn tượng. Không được rồi, tình huống hơi đơn độc của các cầu thủ bên phía 182. Xa góc màn hình của chúng ta có thể nhìn thấy được trận thi đấu tranh 3-4 của Phú Thọ và Hải Phòng. Pha lên bóng của các thủ FC 182. Tình huống chuyền bóng. Tuy nhiên thì pha đỡ bước một vừa rồi là hơi vời. Đã tình huống phạm lỗi rồi. FC 182 họ đang đứng trước một tình huống đá phạt. Góc sút thì không quá thuận lợi đâu. Tuy nhiên thì hãy cùng chờ xem đội áo trắng họ tổ chức triển khai tình huống phối hợp hay xử lý như thế nào ở trong tình huống này. Cột 2, bóng đi quá cao. Cơ hội đã trôi qua với đội bóng áo trắng và bây giờ thì Hòa Bình họ đang cố gắng kiểm soát thế trận. Đó như pha bóng ngắn. Rất hay. Sĩ Điều. Minh Quang. Tốc độ. Cắt ngang. Không được. Chưa có một điểm cắt được tạo ra. Minh Quang. Vẫn là cầu thủ số 16. Chẳng ngược lại. Không được rồi. Một pha phạm lỗi ở ngay trước khu vực vòng cấm địa. Liên tiếp là những tình huống hãm thành đối các cầu thủ 182 tạo ra. Hơi non. Một tình huống ý đồ là tốt, tuy nhiên thì đường chuyền lại chưa đủ lực. Chúng ta đang được trực tiếp trên fanpage Kết Nối Bóng Đá để cho các cổ động viên không có điều kiện đến sân trực tiếp cổ vũ và theo dõi có thể theo dõi thông qua được màn ảnh nhỏ. Có bạn khán giả Kiên Vũ Hoàng
đã để lại lời bình luận: anh em FC82 Hòa Bình cố gắng mang cúp về nhé. Hy vọng là những lời động viên của các khán giả có mặt qua màn hình nhỏ sẽ tiếp thêm động lực cho các cầu thủ FC182 và 82 Hòa Bình trong trận chung kết. Tình huống áp sát rất khó chịu của 82 Hòa Bình. Suýt chút nữa thì đã có bàn thắng sau khi một trung vệ của 182 đã xử lý bóng không tốt. Sĩ Điều đã dừng lên rất nhanh để có thể gây áp lực. Sĩ Điều sẽ là người thực hiện tình huống đá phạt cho các cầu thủ Hòa Bình. Bóng đưa ra bên ngoài và tiếp tục là đá biển. Tuy nhiên vừa rồi là một đường chuyền sai địa chỉ. Anh em có vẻ như chưa thuộc đường. Rất hay, khoảng không. Cốt hay. Quá tiếc trong tình huống vừa rồi. Việt Dũng đã có mặt đúng lúc đúng chỗ ở phía cột hai. Tuy nhiên thì cái chạm chân của cầu thủ bao số 44 này là chưa đủ. Nó vẫn chậm hơn một nhịp so với đà di chuyển. Khung thành vừa rồi đã rộng mở với Việt Dũng lắm rồi. Cơ hội hết sức nguy hiểm được các cầu thủ FC182 tạo ra. Cơ hội giờ đang chia đều cho cả hai đội bóng. Một đội đều đang có cho mình những cơ hội hết sức nguy hiểm. Tuy nhiên thì đội bóng nào mới là đội bóng tìm thấy đường vào mảnh lưới của đối phương đầu tiên. Một phạt góc cho 182. Hôm nay là một ngày hết sức ý nghĩa của đội bóng áo trắng. Vậy nên họ không muốn thua một chút nào. Bàn ra hợp lý của thủ thành Trung Phạm. Rất hay. Bóng ra lên phía trên. Hơi khó để cho Việt Dũng có thể khống chế ở pha bóng vừa rồi. Đá phạt với góc sút rất rộng. Phương án nào được các cầu thủ áo hồng đưa ra? Đứng trước bóng đang là Sơn Đốc và Sĩ Điều. Dứt điểm ngay và như vậy là một siêu phẩm đã được tạo ra.
Một bàn thắng rất đẹp được ghi do cầu bởi Si Điểu không. Như vậy là trọng tài đã không công nhận bàn thắng vừa rồi. Tôi đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Có vẻ như trọng tài xác định bóng đã đi hết gôn. Một pha sút bóng có vẻ như đã đi vào lưới rồi. Chưa hiểu rõ ràng là có lỗi gì. Thực sự là rất đáng tiếc nếu như tình huống bóng vừa rồi Sĩ Điều không được công nhận bàn thắng. Siêu phẩm đã bị bỏ lỡ. Sĩ Điều Tam Hải họ đang chơi rất dắt và quyết liệt. Tiếp tục là Sĩ Điều và là một cú dứt điểm từ xa nữa. Tuy nhiên khác với cú dứt điểm trước thì lần này bóng đã đi chạch ra ngoài khung thành tương đối xa. Minh Quảng một pha giác lạc của cầu thủ ba số 16. Sẽ chỉ là một tình huống phát bóng lên. Lấy bóng cho Hòa Bình. Dứt điểm từ xa. Có tình huống đi bóng dứt điểm của Sơn Đốc. Là Sơn Đốc không thể vượt qua được sự truy cản của trung vệ bên phía 182. Chân rất quyết liệt. Sẽ làm tình huống đá phạt cho 182. Pha bóng an toàn. Và mở cánh. Không thể thoát ra khỏi được giữ theo kèm của cao thủ áo trắng. Pha phản công nhanh. Tuy nhiên thì bóng đã đẩy đi hơi dài rồi.
thời gian thi đấu của ta đã đi quá nửa thời gian của hiệp 1. Mỗi hiệp thi đấu sẽ là 30 phút. Sĩ Điều Tuyên Tiêu, một tình huống lùi về rất sâu để đỡ bóng của cầu thủ số 3 bên phía Tam Hải Hòa Bình. Hai đội bóng chúng ta đang chơi rất chắc chắn và chưa mạo hiểm. Chúng ta những tình huống thực sự táo bạo trong những phút vừa qua hiệp 1. Pha thoát pressing rất hay. Bóng bên hay là cái phải căng ngang vào. Chưa phù hợp với đà di chuyển của Sơn Đông. Và đá bóng rất bình tĩnh và nhịp nhàng của cầu thủ Hòa Bình đáy biên. Tuy nhiên thì pha xử lý vừa rồi của Sơn Tiên Sĩ Điều đã bị bắt bài bởi cầu thủ mang số 64 bên phía 182. Một phạt góc vô lê ngay. Tình huống bắt vô lê của Sĩ Điều, nhưng tuy nhiên thì bóng này đập chúng vào người của cầu thủ mang số 15 Sơn Đốc. Ở biển chọc khe, pha chật khe là rất vừa tầm rồi. Thế nhưng cầu thủ mang số 30 bên phía 182 này di chuyển hơi sớm. Sơn Đốc Tam Hải Hòa Bình họ đang tạm thời có thế trận nhỉnh hơn một chút so với đối phương. Sĩ Điều và mở biển rất bình tĩnh. Pha đá bóng ở khu vực sân nhà thử thách sự kiên nhẫn của đối phương. Ba cầu thủ, bốn cầu thủ áo trắng đã có mặt bên phần sân của đối phương và bất ngờ là một đường bóng dài được đưa lên phía trên. Và như vậy là bàn thắng đã đến với các cầu thủ Hòa Bình. Siêu! Rất bất ngờ nhưng cũng không có gì là quá khó hiểu.
Hòa Bình họ chơi hay hơn ở trong những phút của hiệp thi đấu đầu tiên. Và bàn thắng đến như một lẽ tất yếu. Pha đánh đầu đúng chuẩn Ronaldo. Sơ đốc đã mang về bàn thắng mở tỷ số lần này thì không gì có thể ngăn cản được các thủ táo Mai Hòa Bình, họ tỏa sáng. Niềm tự hào Tây Bắc họ đã lên tiếng. Tình huống bóng được đưa vào với tầm thấp và không tạo nên quá nhiều những sự nguy hiểm. Vẫn là cầu thủ mang số 64. Vẫn là 182. Như vậy là tiếng còi của trọng tài Xuân Cường đã cất lên. Thời gian chúng ta không còn nhiều, còn khoảng 5 phút nữa cho thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1. Phòng bờ biên, chọc biên hợp lý, nhưng thì đường truyền xuống lại hơi non. Ý đồ là rất tốt rồi. Lên bóng cho 82 Hòa Bình. Rất kinh nghiệm đến từ vị trí của Sĩ Điều. Một pha bóng bật lập bật. Suýt chút nữa thì Sơ Đốc đã có thể có được bàn thắng thứ hai. Một 82 họ đang vấp phải một Hòa Bình phải nói là quá hay. Và chơi bóng không thành công cho vị trí của Sĩ Điều. Cầu thủ mang áo số 3 của Hòa Bình đang chơi rất nổi bật ở trên sân. Tuyên Tiêu phải, Sơn Đốc sẽ là người thực hiện tình huống đá phạt. Rất bình tĩnh Tuyên Tiêu. Lửa bóng không thành công và mở biên. Tuy nhiên thì nó lại hơi mạnh so với đà di chuyển của Minh Quang. Rất đáng tiếc cho đội bóng áo trắng. Những bóng dài hơi khó. Thank you.
tranh chấp rất quyết liệt. Tuy nhiên thì ngay sau đó đều là những cái bắt tay và những nụ cười nở trên môi. Chiến thắng thì ai cũng mong muốn, thế nhưng sự kết nối và sự gắn kết trong tập thể những cầu thủ sinh năm 1982 mới là điều quan trọng nhất. Nó còn ý nghĩa hơn cả chức vô địch. Pha đi bóng đã bị bắt bài. Cầu thủ mang áo số 3, không phải. Cầu thủ mang áo số 13 đã bị trọng tài chính thổi phạt. Thời gian thi đấu chính thức của chúng ta chỉ còn khoảng 1 phút nữa thôi. Và phối hợp không thành công. Cơ hội đến với các cầu thủ Hòa Bình. Khoảng không đang không có nhiều cho các cầu thủ áo hồng. Sẽ chỉ là một tình huống đá biên lên cho 182. Cơ hội mở ra. Xin điều vẫn chưa có thể có được bàn thắng dành cho riêng mình. Nhưng với phong độ hiện tại và lối chơi như của Hòa Bình trong hiệp 1 thì vẫn có khả năng sự điều sẽ có được điều mà mình mong muốn. Lấy bóng cho Hòa Bình, một pha nhà bóng cực kỳ khôn ngoan. Bích Quang đáng tiếc trong pha bóng vừa rồi. Dứt điểm. Tình huống chạy chỗ bằng cắt rất có ý đồ. Thời gian thi đấu chính thức đã hết. Và đây là cơ hội lấy bóng cho Hòa Bình, thế nhưng Sĩ Điều lại có một đường chuyền thiếu chính xác. Duy từ xa. Minh Quang. Chạm bóng vào. Vừa rồi là một tình huống mà thủ thành Anh Tuấn đã chưa tập trung. Một trong những đội bóng hiếm hoi mà anh Tuấn phải trổ tài. Một phạt góc có lẽ là cuối cùng của hiệp 1. Liệu rằng 182 họ có thể có được bàn thắng quân bình hay không? Quá sâu. Và cùng lúc đó là tiếng còi của trọng tài chính đã cất lên. Thời gian thi đấu chính thức của hiệp thi đấu nhất. Trận đấu chung kết giữa FC 182 và 82 Hòa Bình trong khuôn khổ Cúp Tứ Hùng The Dock lần 2 năm 2024 đã kết thúc. Các cầu thủ đến từ Hòa Bình đã có được bàn thắng mở tỷ số và tạm thời dẫn trước sau khi hiệp 1 khép lại. Chúng ta sẽ cùng tạm thời nghỉ ngơi trong ít phút trước khi bước đến những diễn biến tiếp theo của hiệp thi đấu thứ hai.
Ta sẽ cùng quay trở lại với những diễn biến kịch tính và hấp dẫn của hiệp thi đấu thứ hai trận chung kết giữa FC 182 và 82 Hòa Bình. Trong hiệp 1 thì các cầu thủ 82 Hòa Bình họ đã tạm thời dẫn trước với tỷ số 1-0 sau pha đánh đầu cực kỳ hiểm hóc của Sơn Đốc hạ gục thủ thành Trung Phạm. Pha xuống đáy biển không thành công, phạt góc. Rõ ràng thì đến hiệp đấu thứ hai này, các thủ áo trắng họ cần phải gấp thi đấu với gấp đôi tinh thần và sức mạnh. Dứt điểm từ xa, được dứt điểm đã mang về một tình huống phạt góc cho 182. Tình huống phạt góc thứ hai cho đội áo trắng trong hiệp thi đấu thứ hai này. Trả bóng vào, dứt điểm. Tình huống bắt vô lê. Tuy nhiên thì nó lại không đưa bóng đi vào manh lưới của các cầu thủ 82 Hòa Bình. Đánh đầu cản phá chính xác. Bóng đến với các cầu thủ áo hồng. Mở biên. Hơi vội cho pha chuyền bóng vừa rồi. Không gian một thời gian có đủ để cầu thủ mang số 9 bên phía 82 Hòa Bình có thể xử lý tốt hơn.
Tam Hai đang cố gắng kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên thì đường chuyền vừa rồi hơi non. Liên tiếp là những đường chuyền gây khó cho những người đồng đội của mình. Pha xử lý bóng không thành công. Bóng bất ngờ đến với chân của Tám Hòa Bình. Vào bóng chính xác. Pha bàn bật nhắn rất nhuyễn của các thủ Tám Hòa Bình. Pha đi bóng và dứt điểm không vào. Bóng phá lên trên. Quá là tiếc cho Sơn Đốc trong tình huống bóng vừa rồi. Thì suýt chút nữa rồi cầu thủ màu số 15 có được bàn thắng tỷ số lên 2-0 và có được cho mình cú đúp. Chuyền của các cầu thủ 182 trong những phút đầu của F2 đang gặp tương đối vấn đề. Xoay người và dứt điểm. Quyết định đưa rất nhanh chóng của cầu thủ màu số 10 bên phía Hòa Bình. Lực lượng của hai đội trong F2 chưa có những sự thay đổi. Phá xoát bóng rất hay, căng ngang. Không được. Bóng được phá rất mạnh lên phía trên. Một tình huống xử lý an toàn của các cầu thủ áo hồng. Tám Hòa Bình họ cũng đang không ngần ngại áp sát đối phương. Bóng nguy hiểm. Rất may là được sớm đưa bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm. Bóng không qua được. Và tình huống dứt điểm từ xa. Và dứt điểm hơi vội vàng và bóng đi cũng thiếu chính xác. Đi bóng. Tình huống căng ngang tuy nhiên nó đã bị chặn lại bởi Tuyên Tiêu.
Pha phớp không thành công rồi. Bóng bổng. Pha can thiệp kịp thời. Pha phối hợp trong biên đã được các cầu thủ 183 thực hiện khá nhiều. Một pha đi bóng solo và dứt điểm. Đó là tình huống solo hết sức ấn tượng của Si Điểu. Tuy nhiên thì thủ thành Trung Phạm vẫn đang chơi rất tập trung. Ở bàn thua đầu tiên, lỗi không phải là của thủ thành mang số 1 bên phía 182. Nó đến từ một pha phối hợp quá hay của các cầu thủ 82 Hòa Bình. Pha đánh đầu đó của Sơn Đốc thực sự là quá khó. Dứt điểm từ xa. Quá bất ngờ tình huống dứt điểm vừa rồi. Bóng vẫn còn 182. Vừa rồi thì tình huống dứt điểm từ xa của một cầu thủ bên phía 182. Bóng đi đúng với xà ngang của thủ thành Anh Tuấn. Thực sự nguy hiểm. Sau khi không thể tìm kiếm đường vào khung thành bằng những tình huống bóng ngắn thì 182 họ đang chuyển sang một thứ vũ khí mới. Thực ra mới chỉ là ở trong trận đấu này thôi, còn ở trong trận đấu đầu tiên với Hải Phòng thì họ đã sử dụng khá nhiều. Quyết định dứt điểm ngay vì bóng đi quá cao. Hơn 10 phút thi đấu của hiệp 2 đã trôi qua, những cơ hội cũng đã xuất hiện. Là những tình huống trong biên trả ngược xuống chưa có gì đáng chú ý ngoài một tình huống phản công tiếp theo. Dứt điểm ngay. Liên tiếp là những tình huống dứt điểm từ xa. Tuy nhiên thì độ chính xác đang là chưa có. Thước ngắm của các cầu thủ 182 đang chưa thực sự vào cư. Và mất bóng. Trung vệ bên phía 82 Hòa Bình đang chơi cực kỳ tập trung và đưa những quyết định phải nói là rất hợp lý. Không có những động tác thừa ở trong những tình huống xử lý bóng. Và mở bóng rất hay của Si Điều cho đồng đội của mình. Một pha xử lý quay mà trước đó phải nói đấy, cầu thủ mang số 3 bên phía 82 Hòa Bình. Pha xử lý loại bỏ hàng phòng ngự áo trắng. Thế nhưng cú sút điểm cầu thủ mang số 10 lại đi ra ngoài. Tiếp tục là Sĩ Điều rất khó chịu với những pha đi bóng của cầu thủ vào số 3 này. Này thì cú dứt điểm đã đi chính xác hơn, thế nhưng vẫn còn nơi đó là Trung Phạm.
Phá đưa bóng. Hơi khó rồi. Vẫn còn. Một tình huống nguy hiểm nữa. Suýt chút nữa thì đã có bàn thắng. Bóng lăn lăn đã từ từ lăn qua khung thành của anh Tuấn. Rất may là trong tình huống này không có một cái bóng trắng nào có mặt để tạo ra một điểm cắt. Tranh chấp rất quyết liệt. Thủng phạt góc cho các cầu thủ 82 Hòa Bình. Liệu rằng có được bàn thắng nhân đôi cách biệt sau tình huống cố định hay không? Một pha chơi bóng đi quá giao sâu. Đó là những tình huống trông biên quen thuộc. Thế nhưng nó vẫn như các tình huống bóng trước. Một pha bóng mà Toàn Trung Phạm đã lao lên và bỏ khung thành trống. Một tình huống dâng lên hết sức bất ngờ của thủ thành mang số 1 bên phía 182. Chờ bóng vào. Như tôi đã nói rồi thì thực sự những tình huống bóng như vậy rất khó để có thể chiến thắng được hàng hậu vệ bên phía của 82 Hòa Bình. Trung vệ bên phía đội bóng áo hồng đang chơi cực kỳ tập trung. Một nửa thời gian của hiệp 2 đã trôi qua. Và bàn thắng thì vẫn chưa tới. Pha xử lý rất bình tĩnh. Tuy nhiên thì ngay lập tức Tuyền Tiểu đã có mặt kịp thời để hỗ trợ đồng đội. Chạm bóng vào. Pha vẩy bóng ngoài không thành công. Thủ tấn công 3-2. Dứt điểm ngay. Và như vậy là vào. 2-0 cho 82 Hòa Bình. Một bàn thắng mà có lẽ đây là một món quà của thủ thành Trung Phạm dành cho đội bóng đến từ Tây Bắc. Một pha tỉa bóng rất vừa vặn của Sĩ Điều. Một cú dứt điểm của cầu thủ vào số 11 về phía 82 Hòa Bình và Trung Phạm đã có một tình huống giải thoát thực sự là khó hiểu của thủ thành màu số 1 bên phía FC 182. Món quà năm mới của 182 dành cho Hòa Bình. Và nó cũng giúp cho các cầu thủ Hòa Bình họ tiến gần hơn đến với chiếc cúp vô địch. Về
Về mặt thật sự là thẫn thờ của thủ thành Trung Phạm. Anh đã chơi rất tập trung ở trong trận đấu này rồi. Bàn thắng đầu tiên không phải lỗi của Trung Phạm, nhưng ở bàn thắng thứ hai thì rất khó để có thể nói rằng thủ thành của 182 không mắc sai lầm ở pha bóng vừa rồi. Tuy nhiên bóng đá là như vậy. Đến cả những thủ môn kỳ cựu mắc sai lầm, đó là những cầu thủ phong trào. Đã mất bóng nguy hiểm. Tiếp tục là một pha lấy bóng nữa cho 82 Hòa Bình. Rất hay, rất bình tĩnh. Nhưng vừa rồi đường tỉa bóng sang ngang lại hơi mạnh. Vẫn là Hòa Bình kiểm soát bóng. Có tình huống phản bóng từ phía sau. Chắc chắn là một tấm thẻ vàng rồi. Một pha vào bóng phạm lỗi tương đối nguy hiểm. Mười phút nữa cho những nỗ lực cuối cùng của 182 với hy vọng là có được hai bàn thắng để quân bình tỷ số. Sĩ Điều đang đưa bóng ra góc sân. Một tình huống quyết định triển khai bóng dài, tuy nhiên thì nó vẫn đang đi chưa đúng địa chỉ. Đá biển cho Hòa Bình. Tuấn Tiêu sẽ là người thực hiện tình huống đá biển này. Và xử lý không thành công. Cơ hội đến với các thủ 182 đã có tình huống phạm lỗi đến từ vị trí của Sĩ Điều. Một 182 họ đang rất khẩn trương. Thật ra đang dần không ủng hộ đội bóng áo trắng. Cách của cú sút này rơi vào khoảng 15 mét. Phương án nào sẽ được đưa ra đây? Một tình huống dứt điểm ngay. Tiếp tục sẽ là tình huống phạt góc. Và phạt góc không thành công. Bóng đang để lên quá dài. Vẫn là các cầu thủ 82 Hòa Bình. Mở biên hợp lý và dứt điểm đi vào. Cú đúp cho sở đất. Quá hay cho đội bóng 82 Hòa Bình. Nụ cười rạng rỡ trên môi khi sở đất cuối cùng sau rất nhiều cơ hội đã có được một cú đúp cho mình. Một tình huống hơi đó chớn một chút, tuy nhiên thì cầu thủ mang số 15 vẫn có được một tình huống rất gót thành công. Bây giờ thì có vẻ như mọi chuyện đã đóng hộp rồi. 3-0. Chiến thắng đang rất gần với Hòa Bình. Cơ hội đến với 182 không thể kịp tung ra cú dứt điểm. Đã có một cầu thủ phải nằm sân sau tình huống vừa chạm vừa rồi, đó chính là cầu thủ Sơn Ốc. Tuy nhiên thì một tấm thẻ vàng đã được rút ra cho Sĩ Điều.
rất đau đớn của cầu thủ màn số 15. Và như vậy là tiếng còi của trọng tài cũng đã cất lên. Thời gian thi đấu chính thức của trận chung kết giải bóng đá Cúp Tùng The Dogs lần 2 năm 2023 đã kết thúc với chức vô địch đã thuộc về các cầu thủ 82 Hòa Bình. Một trận chung kết mà các cầu thủ đến từ Tây Bắc đã thể hiện quá xuất sắc với 3 bàn thắng được ghi, đều là những bàn thắng cực kỳ đẳng cấp. 3 bàn thắng là lời chào của các cầu thủ Hòa Bình đến với thủ đô Hà Nội và giúp họ nâng cao chiếc cúp vô địch tại giải đấu năm nay. Và đến bây giờ thì chương trình trực tiếp trận đấu giữa hai đội bóng FC 182 và 82 Hòa Bình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.